tổ chức bắt giữ thành công một cựu cán bộ bị phát lệnh truy nã toàn quốc. Đối tượng làm loạn tại trụ sở Ủy ban Nhân dân rồi đăng tải loạt bài viết vu khống lãnh đạo đảng, nhà nước. Những rắc rối xung quanh việc bảo tồn biệt thự 100 năm tuổi ở Đồng Nai. Bắt khẩn cấp đối tượng mang sang đến nhà đòi thiêu sống chủ nợ. Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình trên kênh youtube của chúng tôi. Rất hân hạnh được gửi tới quý vị những thông tin nóng nhất mà chúng tôi vừa mới cập nhật. Ngay sau đây là nội dung chi tiết. Kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Công an tỉnh Hậu Giang cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Công an tỉnh Bình Dương đã bắt được Phạm Đình Trinh, sinh năm 1985, chú xã Xà Phiên, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang, là đối tượng truy nã đang lẩn trốn tại thành phố Di An, tỉnh Bình Dương. Hai đơn vị trên đã phối hợp bắt giữ khi người này đang lẩn trốn tại một nhà trọ ở địa phương. Theo hồ sơ vụ án, Phạm Đình Trinh từng công tác tại chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai huyện Long Mỹ, Hậu Giang. Quá trình làm việc, Trinh lợi dụng lòng tin để lừa đảo nhiều người dân với số tiền hơn 2 tỷ đồng rồi trốn khỏi địa phương. Ngày 6 tháng 8, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Hậu Giang ra quyết định khởi tố bị can đối với Trinh về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tuy nhiên, Trinh bỏ trốn khỏi địa phương nên Cơ quan Công an ra quyết định truy nã toàn quốc. Sau khi bị bắt, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bình Dương cho biết đã bàn giao đối tượng truy nã đặc biệt cho Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hậu Giang để tiếp tục xử lý theo thẩm quyền. Theo kết quả điều tra ban đầu, từ ngày 15 tháng 9 đến 20 tháng 9, bà Vân đã sử dụng mạng xã hội Facebook đăng tải nhiều bài viết có nội dung xúc phạm danh dự, nhân phẩm, vu khống nhằm hạ uy tín của các đồng chí lãnh đạo đảng, nhà nước và lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên các bài viết đăng công khai gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự, an toàn xã hội. Ngày 26 tháng 9, công an thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam bà Bùi Thị Hồng Vân, sinh năm 1962, trú tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội để điều tra về hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Trước đó, bà Vân đến trụ sở Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên cùng một nhóm người yêu cầu được gặp lãnh đạo tỉnh để chất vấn các nội dung liên quan đến dự án xây dựng đường dây điện 220 kV Thái Nguyên, Tuyên Quang đi qua huyện Đại Từ. Tại đây, bà Vân đã có những lời nói xúc phạm, vu khống lãnh đạo đảng, nhà nước. Lực lượng chức năng đã yêu cầu công dân không tập trung đông người và di chuyển đến trụ sở ban tiếp công dân tỉnh để làm việc, nhưng bà Vân không chấp hành, sau đó có hành vi nêu trên lực lượng chức năng Thái Nguyên đang tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý nghiêm đối tượng theo quy định của pháp luật. Mới đây, ông Nguyễn Hồng Ân, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đồng Nai cho biết, đơn vị đã có báo cáo gửi thường trực tỉnh ủy về nội dung liên quan đến biệt thự cổ 100 năm tuổi của Đốc Phủ Sứ Võ Hà Thanh, hay còn gọi là nhà lầu ông Phủ, có nguy cơ bị giải tỏa khi thi công dự án đường ven sông Đồng Nai. Ông Võ Hà Thanh sinh năm 1876, quê Quảng Ngãi, theo cha vào Biên Hòa từ nhỏ, ban đầu từ người làm thuê, ông đã làm chủ đồn điền cao su, hầm khai thác đá lớn của Biên Hòa thành đốc phủ xứ. Phó giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết, năm 2016, nhận thấy một số giá trị về mặt kiến trúc của công trình nhà lầu ông phủ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã chỉ đạo ban quản lý di tích danh thắng tỉnh nghiên cứu, đánh giá sơ bộ để đề nghị bổ sung vào danh mục đề nghị xếp hạng di tích cấp tỉnh. Ngày 23 tháng 3 năm 2016, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai đã chấp thuận phê duyệt danh mục thay đổi, bổ sung quy hoạch lộ trình xếp hạng di tích, danh thắng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2011-2020 với tên gọi Nhà Lầu Ông Phủ bằng nguồn vốn ngân sách. Ban quản lý di tích danh thắng tỉnh Đồng Nai đã nhiều lần đến liên hệ gia đình để phối hợp lập hồ sơ khoa học xếp hạng di tích. Tuy nhiên, chủ nhà PV, người sinh sống tại trong căn biệt thự tại thời điểm này, kiên quyết không đồng ý xếp hạng di tích. Ông Ân nói, theo Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Đồng Nai, trong quá trình tìm hiểu, lực lượng chức năng phát hiện, nhà lầu ông Phủ cũng đang có sự tranh chấp quyền sử dụng, sở hữu giữa các thế hệ sau của người xây dựng ngôi nhà, ông Võ Hà Thanh. Sau nhiều lần thuyết phục nhưng bất thành, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch đã chỉ đạo ban quản lý di tích danh thắng tỉnh dừng thực hiện lập hồ sơ di tích và đưa ra khỏi danh mục lập hồ sơ xếp hạng di tích. Ông Ân nói thêm: "Năm 2023, tỉnh Đồng Nai triển khai thi công công trình đường ven sông Đồng Nai. Thời điểm này, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch nhận được đơn của bà Đặng Thị Linh Phương, người trông giữ ngôi biệt thự hiện nay, đề nghị giữ lại ngôi biệt thự." Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Sở Văn hóa Thông tin và Du lịch đã có văn bản đề nghị Ban quản lý dự án thành phố Biên Hòa xem xét giải quyết. Ngày 19 tháng 9, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch nhận được giấy mời của Sở Xây dựng Đồng Nai về việc khảo sát thực tế phạm vi giải tỏa công trình kiến trúc lâu đời khi triển khai thi công công trình đường ven sông Đồng Nai. Tại đây, Sở Văn hóa Thông tin và Du lịch đã đánh giá hiện trạng và đề xuất với các đơn vị có liên quan thống nhất đề xuất tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai nghiên cứu chỉ đạo các giải pháp gìn giữ, bảo tồn công trình kiến trúc biệt thự hiện hữu vì những giá trị vốn có của ngôi biệt thự, ông ân nói. Mới đây, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh An Giang cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Bùi Hữu Vũ, sinh năm 1980, thường trú tại ấp Quy Lân 1, xã Thạnh Quế, huyện Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ về tội giết người. Theo thông tin ban đầu xác định, Ngày 23 tháng 3 năm 2022, Vũ mượn giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của ông Hồ Văn Đức, sinh năm 1962, là chú vợ của Vũ, để thế chấp vay của bà Nguyễn Thị The, sinh năm 1966, chú xã Vĩnh Khánh, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang, số tiền 500 triệu đồng. Sau thời gian trả nợ, Vũ còn thiếu bà The 100 triệu đồng tiền gốc và 200 triệu đồng tiền lời, nên bà The không trả lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Vũ. Ngày 20 tháng 7 năm 2024, ông Đức qua nhà gặp Vũ đòi lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Vũ tức giận việc bà The hứa trả lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Đức nhưng không trả, nên Vũ điều khiển xe mô tô mang theo một can xăng và một hộp quẹt ga đến nhà bà The. Đến nơi, sau khi lời qua tiếng lại, Vũ bất ngờ lấy can xăng đổ lên người Vũ. Bà The bỏ chạy thì bị Vũ đuổi theo và tạt can xăng vào người bà The lúc này con trai vũ chạy vào can ngăn thì vũ vẫn cố tình lấy bật lửa ga ra bật lửa nhưng do bật lửa vẫn còn nguyên trong túi ni lông nên không cháy người dân xung quanh thấy vậy lao vào giật lấy can xăng trên tay vũ nên vũ chạy xe về nhà và đến công an xã vĩnh khánh đầu thú khai nhận hành vi phạm tội của mình hiện vụ việc đang được lực lượng công an tiếp tục điều tra xác minh làm rõ Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành văn bản gửi Ủy ban Nhân dân quận Đống Đa yêu cầu kiểm tra, báo cáo thành phố liên quan đến việc lấp 6.500m2 hồ Đống Đa. Theo Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, qua thông tin phản ánh từ báo chí về việc lấp 6.500m2 hồ Đống Đa đang được dư luận đặc biệt quan tâm. Theo đó, 6.500m2 hồ Đống Đa đang được quây rào để thực hiện dự án cải tạo đồng bộ hạ tầng kỹ thuật cảnh quan đô thị hồ. Về việc này, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Hà Minh Hải giao quận Đống Đa phối hợp với các đơn vị liên quan làm rõ và xử lý thông tin phản ánh mà báo chí nêu, kịp thời thông tin báo cáo Ủy ban Nhân dân thành phố kết quả thực hiện trước ngày 30 tháng 9. Trước đó, để thực hiện dự án cải tạo đồng bộ hạ tầng kỹ thuật cảnh quan đô thị Hồ Đống Đa, nhà thầu đã san lấp tạm khoảng 6.500m2 diện tích mặt nước Hồ. Nhà thầu cho biết khi thực hiện xong sẽ hoàn trả lại mặt bằng ban đầu việc lấp tạm một phần hồ theo nhà thầu có sự chấp thuận của sở xây dựng và công ty thoát nước hà nội đơn vị cũng đã thông báo tới chính quyền và nhân dân các phường quanh hồ trước thông tin trên những ngày qua dư luận có nhiều ý kiến trái chiều về việc lấp tạm mặt nước hồ đống đa nhiều chuyên gia cho rằng việc lấp tạm hồ để thi công là biện pháp chưa hợp lý cần bảo tồn tối đa diện tích mặt nước các hồ ở thủ đô hồ đống đa rộng khoảng 12,5 hectare, chiều dài kè hồ 1.900m trong đó danh giới quận Đống Đa là 1.550m, quận Ba Đình 350m. Phía đông và đông nam là tuyến phố Hoàng Cầu, nối từ đường Láng đến Đê La Thành, chạy vòng quanh hồ là tuyến phố Đặng Tiến Đông, Mai Anh Tuấn. Các tuyến phố xung quanh hồ Đống Đa dài 1.270m với mặt cắt ngang 6,5m. Hạ tầng của hồ được xây dựng từ năm 2008, hiện đã xuống cấp, mất thẩm mỹ. Từ tháng 7 năm 2024, quận đống đa khởi công cải tạo hồ với các hạng mục chính gồm cải tạo toàn bộ vỉa hè xung quanh hồ bằng đá tự nhiên nhám bề mặt nâng cấp đường dạo thay thế lan can quanh hồ trồng mới thay thế một số cây xanh bóng mát thay hệ thống chiếu sáng ngoài ra quận bổ sung điểm nhấn cảnh quan sân khấu và khán đài ngoài trời đua ra phía hồ bằng phương án sử dụng hệ dầm sàn bê tông cốt thép trên nền cọc bê tông cốt thép giữ ứng lực không làm thay đổi diện tích và dung tích mặt hồ Ngày 25 tháng 9, tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh thẩm vấn bà Trương Mỹ Lan 68 tuổi, chủ tịch tập đoàn Vạn Thịnh Phát và đồng phạm về hành vi rửa tiền 445.748 tỷ đồng có nguồn gốc từ tiền tham ô của SCB và phát hành trái phiếu. Cáo trạng xác định từ tháng 2 năm 2019 đến tháng 9 năm 2022, bị cáo Bùi Văn Dũng lái xe cho bà Trương Mỹ Lan đã nhận vận chuyển tổng số tiền 108.878 tỷ đồng và 14.757 đô la Mỹ từ ngân hàng SCB về giao cho các cá nhân theo chỉ đạo của bà Lan. Hành vi của bị cáo Dũng đã giúp sức cho bà Lan che giấu nguồn gốc hợp thức hóa sử dụng 6.330 tỷ đồng. Trả lời hội đồng xét xử, bị cáo Dũng thừa nhận hành vi cho biết làm việc cho bà Lan từ năm 2012 đến năm 2022. Bị cáo Dũng khai công việc của bị cáo là chở chị Lan đến công ty hoặc kêu đi đâu thì chở tới đó. Ngoài ra, ngày nào chị Lan kêu chiều có tiền, phụ cô Uyên, Trần Thị Hoàng Uyên, thư ký của bà Lan qua ngân hàng lấy thì bị cáo đi chở. Bị cáo chạy ô tô 7 chỗ qua tầng hầm SCB gặp nhân viên Thúy Ái, ngân quỹ nhận tiền. Thúy Ái đã bỏ sẵn tiền trong các thùng nên ông này chỉ việc trở về. Bị cáo Dũng Khai, cô Ái nói giao ai thì bị cáo giao, có khi trở về công ty trên đường Trần Hưng Đạo. Khi thì trở về nhà riêng của chị Lan trên đường Pasteur. Việc giao tiền cho các cá nhân khác thì bị cáo có ghi sổ. Song cho biết khi làm việc với cơ quan điều tra mới biết tổng số tiền đã trở là 108.000 tỷ đồng và hơn 14.000 đô la Mỹ. Bị cáo dũng nhận thức SCB là ngân hàng do Trường Mỹ Lan làm chủ. Toàn bộ số tiền mà dũng nhận về đều là tiền của ngân hàng SCB huy động được. Bị cáo dũng khai mỗi lần chuyển tiền từ ngân hàng SCB về cho bà Lan. Bị cáo Dũng được bà Lan Chi bồi dưỡng từ 500 đến 1 triệu đồng. Hành vi của bị cáo Dũng đã giúp cho bà Trương Mỹ Lan che giấu hợp thức sử dụng số tiền 6.330 tỷ đồng chiếm đoạt được, trong đó hơn 5.230 tỷ đồng từ nguồn phạm tội tham ô tài sản và hơn 1.100 tỷ đồng từ nguồn phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Được chủ tọa hỏi có suy nghĩ gì về việc làm của mình? Bị cáo Dũng nói bản thân làm công ăn lương, làm theo lệnh của cấp trên, chỉ là lái xe không có chức vụ gì nên không biết việc làm của mình vi phạm pháp luật. Bị cáo Dũng mong hội đồng xét xử, xem xét, giảm nhẹ hình phạt cho mình. Sáng 26 tháng 9, ông Bùi Đình Lâm, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Thạch Hải, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh cho biết, địa phương đang xin ý kiến cấp trên để xử lý vật thể lạ trôi giặt vào bờ biển suốt 9 tháng qua. Ông Lâm nói, suốt 9 tháng qua, vật thể này vẫn nằm tại vị trí bờ biển, bị cát phủ lấp một phần, Do không biết đây là vật gì nên chúng tôi đã có văn bản xin ý kiến cấp trên. Một số người nhận định đây có thể là trụ giàn khoan ở ngoài biển. Cũng theo vị lãnh đạo này, hồi giữa tháng 1 năm 2024, người dân địa phương phát hiện một khối sắt lạ có hình trụ màu xanh trôi giạt vào bờ biển thôn Thượng Hải, xã Thạch Hải. Sau khi kiểm tra, cơ quan chức năng xác định bên trong khối sắt rỗng được hàn kín hai đầu với chiều dài khoảng 20m, nặng 10 tấn, đường kính khoảng 0,7m. Để tìm cách xử lý vật thể nói trên, ngày 18 tháng 9, Ủy ban nhân dân huyện Thạch Hà đã gửi văn bản đến Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh để xin ý kiến giải quyết. Đồng thời, công an huyện Thạch Hà đã thông tin đến các đơn vị địa phương có liên quan để xác định chủ sở hữu. Tuy nhiên đến nay, ngành chức năng vẫn chưa xác định được chủ sở hữu cũng như nguồn gốc xuất xứ, công năng của vật thể nêu trên. Lợi dụng sự nhẹ dạ cả tin của các bị hại trên ứng dụng hẹn hò Mới đây, Tòa án Nhân dân tỉnh Đắk Lắc đã tuyên phạt bị cáo Vũ Duy Sơn, 27 tuổi, ngụ thành phố Hà Nội 14 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo nội dung vụ án, năm 2022, Sơn được các đối tượng người Việt Nam đang sinh sống ở các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất thuê trực trang đánh bạc trực tuyến. Sau đó, các đối tượng tiếp tục thuê Sơn tham gia vào nhóm lừa đảo thông qua ứng dụng app hẹn hò, kỹ nữ, các ứng dụng cung cấp hình ảnh và video nhạy cảm tìm bạn khác giới để tâm sự. Thủ đoạn của nhóm này là dụ dỗ người chơi tham gia, nạp tiền và ứng dụng để đăng ký thành viên trên app hẹn hò. Nếu nạp mức tiền càng cao thì sẽ được vào trong một nhóm chat VIP cao hơn và nếu người chơi đăng nhập thành công thì sẽ được phía công ty hoàn trả lại số tiền đã nạp và còn có một khoản tiền lãi. Ban đầu, khi người chơi nộp số tiền nhỏ, các đối tượng sẽ chuyển trả kèm thêm tiền lãi để tạo lòng tin. Tuy nhiên, khi người chơi nộp vào số tiền lớn thì các đối tượng sẽ đưa ra nhiều lý do như nhập sai cú pháp, phải đóng bảo hiểm, tiền thuế thì mới rút được tiền về. Đến khi người chơi không còn khả năng tài chính hoặc nghi ngờ bị lừa đảo thì các đối tượng sẽ chặn liên lạc, chiếm đoạt toàn bộ tiền mà người chơi đã nộp. Với thủ đoạn trên, từ tháng 12 năm 2022 đến ngày 10 tháng 5 năm 2023, Vũ Duy Sơn đã giúp sức cho đồng bọn lừa đảo hàng trăm người trên địa bàn cả nước, chiếm đoạt tổng số tiền khoảng hơn 200 tỷ đồng. Sơn được giao nhiệm vụ lập, cung cấp các tài khoản ngân hàng để tiếp cận số tiền các đối tượng lừa đảo được. Sau đó, Sơn sẽ chuyển toàn bộ số tiền cho đồng bọn và được trả tiền lương 12 triệu đồng một tháng. Đến nay, cơ quan điều tra đã có đủ căn cứ xác định Sơn và đồng bọn đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của 22 người đàn ông với tổng số tiền hơn 4,4 tỷ đồng. Quân đội đang tiến hành những bước cuối cùng trước khi chính thức lắp đặt cầu phao thay thế cầu phong châu bị sập, phục vụ đi lại của nhân dân. Vào chiều 25 tháng 9, đông đảo cán bộ chiến sĩ của Lữ đoàn 249, binh chủng công binh, cùng nhiều phương tiện, máy móc, được huy động để phục vụ công tác chuẩn bị lắp đặt cầu phao thay thế cầu Phong Châu bị sập ngày 9 tháng 9. Vị trí lắp đặt cầu phao cách nơi xảy ra sự cố sập cầu Phong Châu khoảng 400m về phía hạ lưu sông Hồng, bến sông bên bờ Tả Ngạn thuộc xã Phùng Nguyên, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ, bến sông bên bờ Hữu Ngạn thuộc xã Hương Nộn, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ. Hàng nghìn khối đá đã được đổ xuống bến sông để đảm bảo việc gia cố được chắc chắn nhất. Các hạng mục đảm bảo an toàn tại bến sông đang được bố trí lắp đặt. Để tổ chức bắc cầu phao đảm bảo chặt chẽ, đúng kế hoạch, an toàn tuyệt đối cho người và trang bị, Lữ đoàn 249 binh chủng công binh đã có văn bản số 1968 LDTM đề nghị các cơ quan đơn vị của tỉnh Phú Thọ phối hợp giúp đỡ đơn vị đảm bảo an ninh, an toàn trong thực hiện nhiệm vụ bắc cầu phao khắc phục sự cố sập cầu Phong Châu. Với nhiệm vụ thuộc lĩnh vực quản lý, Chi cục đường thủy nội địa khu vực 1 đề xuất phương án vận hành cầu phao Phong Châu sau khi hoàn thành lắp đặt đảm bảo an toàn. Đại diện Cục Đường thủy nội địa Việt Nam cho biết, để nhanh chóng vận hành cầu phao an toàn sau khi lắp đặt xong, Chi cục Đường thủy nội địa khu vực 1 đã phối hợp với đơn vị vận hành cầu phao thống nhất phương án đảm bảo an toàn giao thông đường thủy nội địa tại khu vực. Chi cục đề xuất phương án đóng mở cầu phao một lần một ngày từ 9 giờ sáng đến 10 giờ hàng ngày, linh hoạt số lần đóng mở tùy theo phương tiện có nhu cầu lưu thông qua khu vực. Sau khi thống nhất với đơn vị vận hành cầu phao về thời gian đóng mở cầu phao, chi cục giao thông báo hạn chế giao thông, thông báo thời gian đóng mở cầu phao gửi đến các cơ quan thông tin đại chúng, các sở giao thông vận tải, chính quyền địa phương, thông tin đến các thuyền trường điều khiển phương tiện biết để chủ động thời gian lưu thông qua khu vực đảm bảo an toàn hiệu quả. Đồng thời, sở cũng đề nghị cho phép áp dụng cơ chế đặc thù trong công tác tổ chức lựa chọn nhà thầu thực hiện toàn bộ các gói thầu của dự án theo hình thức chỉ định thầu rút gọn để đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện đầu tư xây dựng. Theo tờ trình. Cầu Phong Châu mới sẽ được xây dựng tại vị trí cầu Phong Châu cũ, km 18 300, quốc lộ 32C. Dự kiến tổng mức đầu tư là 875 tỷ đồng, được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách trung ương. Tổng chiều dài của dự án cầu Phong Châu khoảng 1 km. Trong đó, cầu Phong Châu mới được thiết kế theo phương án cầu đúc hẫng cân bằng bê tông cốt thép và bê tông cốt thép dự ứng lực với tổng chiều dài cầu tính đến hai đuôi mố là 393,5 m. Bề rộng toàn cầu là 21,5 m, gồm 4 làn xe cơ giới, hai làn xe thô sơ, giải phân cách, giải an toàn và lan can cầu. Mới đây, cơ quan cảnh sát điều tra đã bắt quả tang Nguyễn Đăng Nam, sinh năm 1998, trú tại huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội, khi đang thực hiện hành vi tống tiền. Trước đó, anh Tê, trú tại Hà Nội, nhận được cuộc điện thoại của người đàn ông lạ mặt, người này nghi ngờ anh có quan hệ bất chính với vợ của mình trong quá trình làm việc. Mặc dù không đưa ra được chứng cứ chứng minh anh T có quan hệ tình cảm với vợ mình, Xong đối tượng vẫn liên tục khủng bố về cả vật chất và tinh thần nạn nhân. Đối tượng gọi điện thoại đe dọa và yêu cầu anh T phải chuyển tiền để giữ kín thông tin. Do lo sợ ảnh hưởng đến gia đình và công việc, anh T chuyển cho đối tượng 200 triệu đồng. Sau khi nhận tiền, đối tượng còn yêu cầu nạn nhân phải quay cảnh nhạy cảm của vợ chồng nhằm khống chế. Bị anh T từ chối, đối tượng yêu cầu phải chuyển 10 tỷ đồng nếu không sẽ công khai sự việc cho mọi người biết. Lúc này, anh Tê trình báo cơ quan công an, quá trình điều tra, cơ quan công an bắt quả tang Nam đang nhận số tiền 500 triệu đồng của anh T. Hiện vụ việc đang tiếp tục được làm rõ. Ngày 25 tháng 9, công an huyện Thanh Trì Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Nguyễn Đăng Nam về tội cưỡng đoạt tài sản. Mới đây, phụ huynh trường tiểu học Ngô Thị Nhậm, xã Tả Thanh Oai, huyện Thanh Trì Hà Nội gửi đơn thư phản ánh tới báo chí trong đơn thư, phụ huynh này cho biết có con đang học lớp 1 tại trường tiểu học Ngô Thị Nhậm. Đầu năm học, trong cuộc họp phụ huynh, giáo viên đã phân công phụ huynh sau 17 giờ mang trổi đến trực nhật lớp. Phụ huynh này cho biết giáo viên nói rằng học sinh lớp 1 khó khăn trong việc dọn vệ sinh lớp nên một số lớp đã chi 500.000 đồng một tháng để thuê lao công của nhà trường dọn dẹp. Nếu lớp không thuê, cô giáo sẽ phân công phụ huynh tới trực nhật. Phụ huynh này cho rằng việc phân công phụ huynh tới trực nhật lớp là không hợp lý. Ngoài ra, phụ huynh này cũng phản ánh một số điều bất cập khi ban phụ huynh của nhà trường kêu gọi tặng cơ sở vật chất. Trong đó, kỳ 1 khối 1 tặng 10 bộ điều hòa cho nhà trường, dự kiến khoảng hơn 10 triệu một bộ. Trong kỳ 2, phụ huynh toàn trường tặng sân cỏ nhân tạo cho trường, dự kiến khoảng hơn 100 triệu đồng. Phụ huynh này cũng cho biết thêm không đồng ý việc góp tiền tặng sân cỏ nhân tạo cho nhà trường, cũng như khoảng 500.000 đồng một tháng thuê người dọn vệ sinh nếu không phụ huynh phải tới trực nhật. Sau thông tin trên, bà Hoàng Thị Thu Hà, hiệu trưởng trường tiểu học Ngô Thị Nhậm, Thanh Trì, Hà Nội đã có những chia sẻ xoay quanh vụ việc. Bà cho biết đến thời điểm này, trường chưa thực hiện bất kỳ khoản thu đầu năm nào mà vẫn đang trong quá trình triển khai lấy ý kiến liên quan đến việc mỗi lớp phải đóng 500.000 đồng mỗi tháng để thuê người quét dọn lớp. Hiệu trưởng trường tiểu học Ngô Thị Nhậm khẳng định quan điểm của nhà trường, việc trực nhật là trách nhiệm của học sinh, tuyệt đối không có việc yêu cầu phụ huynh đến lớp trực nhật thay cho con em chúng tôi sẽ tìm hiểu xem lớp nào yêu cầu phụ huynh phải trực nhật lúc 17 giờ. Ban giám hiệu nhà trường chưa nắm được thông tin này. Bà Hoàng Thị Thu Hà cũng nói thêm rằng nhà trường chỉ thuê đơn vị dọn vệ sinh ở các khu vực chung ngoài lớp học và phụ huynh không phải đóng một đồng nào và cũng chưa từng yêu cầu phụ huynh phải đến trực nhật hay phải đóng tiền hàng tháng vệ sinh trường lớp. Đắk Nông có dự án trọng điểm với tổng mức đầu tư trên nghìn tỷ đồng, nhưng nay đang cảnh nát tươm khi xảy ra 5 lần sạt trượt nghiêm trọng. Dự án trên được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư và phê duyệt cơ chế, chính sách áp dụng cơ chế đặc biệt ưu đãi tại Quyết định số 882 ngày 30 tháng 5 năm 2014. Sau đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Nông giao Ban Quản lý Phát triển Khu đô thị mới tỉnh Đắk Nông, nay là Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đắk Nông làm chủ đầu tư, với tổng mức đầu tư là 1.658 tỷ đồng. Mục tiêu của dự án là hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, tạo mặt bằng cho công ty Trần Hồng Quân thuê đất xây dựng nhà máy điện phân nhôm Đắk Nông. Dự án gồm nhiều gói thầu, trong đó có gói thầu 02XL san lấp và gia cố mái ta luy lô nhà máy luyện nhôm, hạng mục công trình san nền và bảo vệ mái dốc. Thời gian khởi công gói thầu là 25 tháng 11 năm 2015. Theo báo cáo của chủ đầu tư, vào ngày 13 tháng 10 năm 2020, khối lượng hoàn thành của gói thầu đạt 90%. Tuy nhiên, quá trình thi công từ năm 2018 đến năm 2020 đã xảy ra 5 lần sạt trượt, khiến công trình nát tươm, khiến khu công nghiệp nhân cơ trễ hẹn ngày về đích năm 2018. Theo tài liệu, ngày 5 tháng 5 năm 2020, Sở Xây dựng tỉnh Đắk Nông có báo cáo số 737 sau sự cố sạt trượt lần 3 ngày 4 tháng 4 năm 2020 liên quan đến sự cố sạt trượt tại gói thầu 02XL. Theo đó, diện tích sụt trượt lần 3 khoảng 15.500m2, toàn bộ hệ thống mái ta luy đất đắp, tấm ốp hở ra cố mái bị đẩy ra phía lòng hồ. Nguyên nhân chính xảy ra sự cố sụt trượt là do quá trình thi công chưa nạo vét triệt để, lớp đất yếu theo hồ sẽ thiết kế được duyệt. Chưa có giải pháp quản lý kiểm soát chất lượng đối với phần khối lượng đất dự trữ để đắp dẫn đến khi đắp đất sẽ tạo ra lớp đất không đảm bảo theo yêu cầu thiết kế trách nhiệm chính để xảy ra sự cố trên thuộc chủ đầu tư đơn vị thi công đơn vị tư vấn giám sát trong công tác quản lý chất lượng còn lỏng lẻo chưa chặt chẽ thiếu kiểm tra giám sát dẫn đến thi công không đúng theo hồ sơ thiết kế hồ sơ quản lý chất lượng và nhật ký thi công chưa nêu chi tiết công việc thực hiện còn nhiều chỗ chung chung không thực hiện nghiệm thu công tác nạo vét bùn Sáng ngày 26 tháng 9, Tòa án Nhân dân tỉnh Đắk Nông mở phiên sơ thẩm xét xử cựu Giám đốc Sở xây dựng Đăng Gia Dũng cùng 5 bị cáo khác về các tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng và vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng liên quan đến dự án đầu tư xây dựng công trình cơ sở hạ tầng kỹ thuật bên trong và bên ngoài hàng rào, khu công nghiệp nhân cơ, huyện Đắk Rấp, Đắk Nông. Theo thủ tục, thư ký phiên tòa kiểm tra danh sách các bị cáo cũng như những người liên quan sau đó, nữ thư ký thông báo phiên tòa tạm hoãn với hai lý do, luật sư của một bị cáo và kiểm sát viên Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Đắk Nông trong phiên tòa có đơn xin hoãn. Thời gian mở lại phiên tòa dự kiến là ngày 16 tháng 10 và xét xử trong 3 ngày. Mới đây, tại trụ sở Tòa án Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế, Tòa án Nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng mở phiên tòa phúc thẩm xét xử vụ án giết người đối với bị cáo Nguyễn Tấn Sang, sinh năm 1999, trú tại phường Thủy Vân, thành phố Huế, Sang được xác định đã sát hại Trung tá Trần Duy Hùng, Phó trưởng Công an Phường Thủy Vân, thành phố Huế. Trước đó, tại phiên tòa sơ thẩm diễn ra ngày 10 tháng 7, Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế nhận định hành vi của Sang là manh động, gây nguy hiểm cho xã hội, tuyên phạt 20 năm tù. Ngoài ra, Sang còn phải bồi thường cho gia đình anh Trần Duy Hùng tiền mai táng, bồi thường tổn thất tinh thần và cấp dưỡng cho con của nạn nhân mỗi tháng 2 triệu đồng cho đến năm 18 tuổi sau đó người thân trung tá trần duy hùng có đơn kháng cáo xin tăng hình phạt đối với bị cáo vì cho rằng hình phạt còn nhẹ chưa tương xứng với hành vi gây ra tuy nhiên tại tòa phúc thẩm sau khi nghe những phân tích của hội đồng xét xử về tính nhân văn của pháp luật đối với mức hình phạt dành cho bị cáo sang cùng lời xin lỗi của mẹ bị cáo gia đình trung tá trần duy hùng quyết định rút đơn kháng cáo vì vậy hội đồng xét xử đình chỉ xét xử phúc thẩm như vậy bản án sơ thẩm sẽ giữ nguyên hiệu lực theo hồ sơ, vào 17 giờ 40 phút ngày 12 tháng 1, Trung tá Trần Duy Hùng, Phó trưởng Công an Phường Thủy Vân đang trực chỉ huy tại đơn vị, thì nhận được tin báo Nguyễn Tấn Sang đang chặn các phương tiện giao thông trên đường Lê Đức Anh, đoạn thuộc tổ dân phố Xuân Hòa, Phường Thủy Vân. Anh Hùng cùng 4 người là công an, bảo vệ dân phố đến hiện trường. Tổ công tác tiếp cận Sang và ra sức vận động, thuyết phục, yêu cầu Sang dừng hành động quê dối, trở vào nhà ở gần đó. Sang tỏ thái độ bất hợp tác, chống đối những người làm nhiệm vụ lúc này là giờ cao điểm người qua lại rất đông nên tổ công tác quyết định vừa vận động vừa tìm biện pháp chấn áp để đưa sang rời khỏi đoạn đường trên trở vào nhà cho là công an uy hiếp mình sang chửi bới rồi chạy vào nhà lấy hung khí lao ra tấn công tổ công tác thấy sang cầm hung khí rượt đuổi gây nguy hiểm cho mọi người xung quanh anh trần duy hùng lúc này không sử dụng công cụ hỗ trợ cùng tổ công tác tiếp cận tìm cách khống chế anh hùng không may bị trượt ngã ngồi xuống mặt đường thấy vậy sang liền lao tới tấn công anh hùng năm nhát dù được đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, anh hùng hy sinh Nguyễn Tấn Sang bị khống chế ngay sau khi gây án. Cáo trạng cho biết tại thời điểm gây án, Nguyễn Tấn Sang bị loạn thần do sử dụng nhiều loại ma túy, hạn chế khả năng nhận thức và điều khiển hành vi. Mới đây, tòa nhân dân thành phố Thủ Đức thành phố Hồ Chí Minh mở phiên tòa xét xử vụ tranh chấp bồi thường thiệt hại về danh dự, nhân phẩm và bồi thường thiệt hại tài sản trong vụ ô tô bị bảo vệ khóa bánh xe ở chung cư Mastery Thảo Điền. Theo đó, hội đồng xét xử tuyên không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của phía nguyên đơn là ông Nguyễn Quang Nhật về việc yêu cầu ban quản trị cụm chung cư Mastery Thảo Điền bồi thường vì bị bảo vệ khóa bánh xe. Trước những trình bày của nguyên đơn, phía bị đơn yêu cầu tòa không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn. Tại tòa, phía nguyên đơn trình bày vào ngày 31 tháng 7 năm 2023 đã lái xe ô tô đến cụm chung cư và được bảo vệ hướng dẫn đậu xe. Đến khi xong việc, ông Nhật phát hiện xe bị khóa bánh và yêu cầu bảo vệ mở khóa, thì bảo vệ không thực hiện cho đến khi công an xuống giải quyết. Phía Nguyên Đơn cho rằng việc bảo vệ khóa xe được thực hiện theo chỉ đạo của ban quản trị. Ngoài trường hợp của ông Nhật, trước đó đã có nhiều trường hợp khác bị khóa bánh xe bị xử phạt. Theo bên bị đơn, việc nhân viên bảo vệ khóa xe của ông Nhật không đại diện cho ban quản trị mà xuất phát từ ý chí cá nhân, vì không biết xe thuộc sở hữu của ai và hành động xuất phát từ tình trạng nhiều xe đậu sai vị trí, nhằm bảo vệ tài sản trong khuôn viên trung cư, đảm bảo cho công tác phòng cháy chữa cháy. Việc giữa ông Nhật và nhân viên bảo vệ xảy ra xung đột tranh cãi về việc khóa xe là mâu thuẫn của hai cá nhân. Phía nguyên đơn trình bày thêm, sau khi sự việc xảy ra, ban quản trị đã đăng tải nhiều bài viết kèm hình ảnh cá nhân và xe của ông Nhật lên tài khoản Facebook có tích xanh ban quản trị Mastery Thảo Điền. Phía dưới bài đăng có nhiều bình luận tiêu cực và gây nhiều ảnh hưởng tiêu cực đến ông Nhật. Phía nguyên đơn giữ nguyên yêu cầu khởi kiện, yêu cầu ban quản trị cụm trung cư xin lỗi công khai tại nơi xảy ra sự việc, bồi thường thiệt hại chi phí lập vi bằng 4 triệu đồng và thiệt hại về tinh thần, yêu cầu ban quản trị và ban quản lý cụm trung cư liên đới bồi thường thiệt hại tài sản do có hành vi xâm phạm quyền sở hữu tài sản là 368.775 đồng. Phía bị đơn cũng khẳng định không đăng nội dung liên quan đến ông Nhật lên mạng xã hội. Cư dân của cụm trung cư có hơn 10.000 người nên không thể quản lý và sử dụng mạng xã hội để thông báo. Việc thông báo được ban quản trị thực hiện bằng bảng thông báo dưới sảnh trung cư. Nguyên đơn cũng không cung cấp tài liệu chứng cứ để chứng minh trang Facebook đã đăng tải nội dung trên là của ban quản trị. Nội dung hình ảnh theo vi bằng đã mã hóa, không chỉ đích danh ông Nhật. Do vậy, hội đồng xét xử không có căn cứ chấp nhận yêu cầu của nguyên đơn. Theo hội đồng xét xử, hành vi tự ý khóa bánh xe của nhân viên bảo vệ mà chưa được sự đồng ý của chủ sở hữu xe là hành vi trái pháp luật, xâm phạm trực tiếp đến quyền sở hữu tài sản của người khác được pháp luật bảo vệ. Chủ sở hữu có quyền yêu cầu tòa án buộc người có hành vi xâm phạm trả lại tài sản và buộc bên vi phạm có trách nhiệm bồi thường. Tuy nhiên, xét trách nhiệm bồi thường thiệt hại về tài sản, Hội đồng xét xử xét thấy, ban quản trị được hội nghị chung cư bầu và được Ủy ban Nhân dân công nhận nhằm đại diện chủ sở hữu thực hiện quyền trách nhiệm liên đới về việc sử dụng nhà chung cư theo quy định của pháp luật. Ngày 30 tháng 9 năm 2022, công ty trách nhiệm hữu hạng Savin có ký hợp đồng thuê dịch vụ bảo vệ của một đơn vị, qua đó cũng xác định không có quy định thỏa thuận cho phép bảo vệ cụm chung cư khóa bánh xe đối với các xe vi phạm nơi đậu, đỗ xe trong cụm chung cư. Trong suốt quá trình tố tụng, ban quản trị khẳng định không có chỉ đạo hoặc cho phép bảo vệ khóa bánh xe ô tô đậu trong cụm chung cư. Do vậy, việc bảo vệ tự ý khóa bánh xe của ông Nhật là hành vi pháp lý đơn phương của nhân viên bảo vệ thuộc công ty dịch vụ bảo vệ, nên trách nhiệm bồi thường thiệt hại về tài sản của bên thực hiện hành vi trái pháp luật gây ra là của nhân viên bảo vệ thuộc công ty dịch vụ bảo vệ. Nguyên đơn yêu cầu tòa án buộc ban quản trị chung cư và công ty trách nhiệm hữu hạng Savins liên đới bồi thường là không đúng chủ thể thực hiện hành vi vi phạm có trách nhiệm bồi thường, ông Nhật có quyền khởi kiện bên thực hiện hành vi trái luật bằng vụ án khác. Theo thống kê, trên toàn thành phố Hà Nội có 144 cầu dân sinh, cầu tạm, cầu yếu đang xuống cấp nghiêm trọng. Những lan can dỉ sét nứt vỡ, những mảng cầu chắp vá, những lỗ thủng lộ thiên, những hàng dây điện chằng chịt tiềm ẩn nhiều nguy hiểm, tính mạng người dân cũng rung lắc theo những cây cầu tạm. Tại khu vực sông Xét, địa phận quận hoàng mai và sông kim ngưu thuộc địa phận quận hai bà trưng một số cầu dân sinh đang bị xuống cấp nghiêm trọng tại cây cầu dân sinh dẫn vào ngõ ba tân mai phường vĩnh hưng quận hoàng mai tình trạng xuống cấp khá nghiêm trọng chỉ cần nhìn sự rung lắc của cầu mỗi khi có phương tiện đi qua cũng nhận thấy sự nguy hiểm theo bà nguyễn thị lan chú tại phường hoàng văn thụ quận hoàng mai cầu xuống cấp không thể đi được nên thành phố đã triển khai làm cầu mới nhưng nhiều năm nay vẫn chưa xong nên người dân phải đi cầu tạm không đảm bảo an toàn ông lê trung trực Chú tại phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai cũng cho rằng người dân biết là nguy hiểm nhưng vẫn phải đi qua. Ông trực bức xúc cho biết, cầu tạm nhưng đi chung ô tô xe máy nên rất nguy hiểm cho người dân. Để bảo vệ cầu yếu từ trước mùa mưa bão, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội đã có văn bản đề nghị Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã tăng cường duy tu, duy trì đảm bảo an toàn giao thông và tiến hành các biện pháp xử lý đối với các công trình cầu yếu, cầu tạm có nguy cơ mất an toàn khi khai thác sử dụng, đặc biệt bổ sung biển cảnh báo hạn chế tải trọng. Trong trường hợp cần thiết, tiến hành ngay việc tạm dừng khai thác để sửa chữa khắc phục. Sở Giao thông Vận tải Hà Nội đồng thời yêu cầu các địa phương và đơn vị liên quan thực hiện nghiêm việc tổ chức kiểm định, kiểm tra đối với tất cả các công trình cầu đang khai thác. Quản lý đảm bảo chu kỳ kiểm định cầu đường bộ, quy trình kiểm định cầu trên đường ô tô, tiêu chuẩn quốc gia về đánh giá tải trọng khai thác cầu đường bộ. Trên cơ sở kết quả kiểm định, đưa ra phương án xử lý kịp thời khi phát hiện sự cố cũng như xây dựng kế hoạch lộ trình cải tạo, sửa chữa hoặc đầu tư mới. Sở Giao thông Vận tải Hà Nội cũng đề nghị các địa phương ưu tiên bố trí cân đối nguồn lực để đầu tư, cải tạo sửa chữa, thay thế các công trình cầu yếu, cầu tạm theo phân cấp quản lý. Chủ động phối hợp chặt với Sở Kế hoạch và Đầu tư để đề xuất danh mục kinh phí thành phố hỗ trợ cho địa phương, thực hiện cải tạo, sửa chữa đầu tư xây dựng mới theo thứ tự ưu tiên và khả năng cân đối nguồn lực. Bờ sông Hồng qua xã Kim Lan, huyện Gia Lâm bị sạt, lòng sông lấn sâu vào đất liền từ 2 đến 17 mét, buộc chính quyền phải di rời năm hộ dân. Tại thôn 4, xã Kim Lan, sạt lở dài khoảng 25 m, ăn sâu vào bờ từ 2 đến 8 m, kéo đổ bức tường rào dài khoảng 6 m của gia đình ông Nguyễn Văn Hải. Đoạn đường ven sông và khoảng sân chung của nhiều hộ dân đã bị ngoạm phần lớn. Bờ sông sau sạt lở dựng đứng, cao hơn mặt nước khoảng 7 đến 8 m, có vị trí chỉ cách mép nhà dân hơn 1 m. Hiện bờ sông xuất hiện một số vết nứt bề rộng 0,5 m, kéo dài cả chục mét, nguy cơ đất tiếp tục trượt xuống sông. Khu vực này có 7 hộ dân với 35 nhân khẩu, tổng diện tích bị ảnh hưởng hơn 3.600 m2. Gia đình sinh sống nhiều đời ở xóm 4, ông Nguyễn Xuân Hà hơn 60 tuổi cho biết chưa bao giờ bờ sông bị sạt lở nghiêm trọng như vậy. Một số công trình phụ của nhà ông và các gia đình bên cạnh đã bị lòng sông nuốt chừng. Chính quyền tổ chức di rời khẩn cấp nhà ông ra ở nhà văn hóa xã. Ông Hà nói, Tôi mong các cấp chính quyền sớm có biện pháp xử lý tình trạng sạt lở để gia đình có thể quay về nhà ổn định cuộc sống. Nếu việc xử lý kéo dài nhiều tháng, mong được hỗ trợ tạm cư. Ngày 25 tháng 9, lãnh đạo huyện Gia Lâm Hà Nội cho biết, cán bộ huyện đã kiểm tra hiện trường, triển khai ngay biện pháp đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của người dân tại khu vực sạt lở ở thôn 4 xã Kim Lan, đồng thời di rời người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm. Theo ông Trương Văn Học, Phó Chủ tịch huyện Gia Lâm, bờ bãi sông Hồng chủ yếu là đất cát pha liên kết yếu. Từ đầu tháng 8, do ảnh hưởng mưa bão, trên địa bàn xã Kim Lan xuất hiện một số vết nứt dọc bờ sông. Sau cơn bão Iagi, bão số 3, nước sông Hồng dâng cao gần mức báo động 3. Khi nước rút kéo theo phần đất, cát đã mất liên kết dẫn đến sạt lở. Chiều 25 tháng 9, phiên tòa xét xử Trương Mỹ Lan cùng 33 bị cáo khác liên quan vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2 được tiếp tục với phần xét hỏi về hành vi rửa tiền đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh hỏi bị cáo Chu Lập Cơ, chồng của bà Lan, về việc mở và sử dụng thẻ tín dụng tại ngân hàng SCB. Trước câu hỏi của đại diện Viện Kiểm sát về việc mở bao nhiêu thẻ ở ngân hàng SCB, bị cáo Chu Lập Cơ trả lời không nhớ và tôn trọng quy kết của cáo trạng. Cũng theo ông Chu Lập Cơ, hạn mức mỗi thẻ là 10 tỷ đồng nhưng mỗi tháng chi tiêu hết bao nhiêu thì không nhớ. Đại diện Viện Kiểm sát tiếp tục đặt câu hỏi. Cáo trạng xác định từ ngày 1 tháng 1 năm 2018 đến ngày 7 tháng 10 năm 2022, bị cáo tiêu hết hơn 225 tỷ đồng trong tài khoản. Bị cáo có biết nguồn tiền nộp vào các thẻ từ đâu hay không? Với câu hỏi này, bị cáo Chu Lập Cơ khai không sử dụng thẻ mở tại ngân hàng SCB mà chỉ sử dụng các thẻ mở tại Hồng Kông. Trước câu trả lời này, Viện Kiểm sát tiếp tục truy vấn vì sao tại cơ quan điều tra và phiên tòa sáng nay bị cáo thừa nhận việc chi tiêu từ các thẻ tín dụng của ngân hàng SCB. Ông Chu Lập Cơ lý giải, Bị cáo nghĩ rằng các thẻ tín dụng này là do văn phòng công ty tại Việt Nam mở và thanh toán. Chỉ đến khi nhận được kết luận điều tra, bị cáo mới biết ba thẻ tín dụng này được mở tại ngân hàng SCB và có liên quan tới vợ. Không đồng ý với lời khai của chồng, bà Trương Mỹ Lan trình bày, chồng bị cáo bị tạm giam hơn 2 năm rồi nên tinh thần chịu ảnh hưởng. Anh ấy không nhớ nên nói sử dụng ba thẻ của SCB. Thực tế, ngân hàng SCB chỉ phát hành hai thẻ là Visa, Master cho chồng của bị cáo. Anh chủ yếu sử dụng các thẻ mở tại nước ngoài do bị cáo muốn ủng hộ cho ngân hàng scb nên mới ép anh sử dụng hai thẻ việc nộp tiền vào thẻ như thế nào anh ấy hoàn toàn không biết